8340 hoặc gọi điện thoại tới tổng đài 1900 1757, bấm phím số 6 và làm theo hướng dẫn. Quý vị và các bạn sẽ có cơ hội trúng nhiều giải thưởng trị giá 1 triệu đồng, 2 triệu đồng và một giải đặc biệt trị giá 5 triệu đồng. Đặc biệt, đêm thi cuối cùng, giải thưởng sẽ được tăng gấp đôi, 2 triệu đồng, 4 triệu đồng và 10 triệu đồng. Sài Gòn Công Thương Ngân hàng hân hạnh tài trợ chương trình này. Đêm 24 rạng 25 tháng 8 năm 1945, lực lượng thanh niên tiền phong cùng quân dân Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định như con ngựa thành Troa đã dùng lên cướp chính quyền từ trong ruột gan của quân Nhật. Trần Hữu Nghi liền lao lên cầu thang ném lựu đạn vào quân địch trên lầu. Còn Lê Bình quyết treo lá cờ đỏ lên. Quân địch ở tiệm cầm đồ nổ súng, Lê Bình ngã gục tại cột cờ. Nhưng các mũi tiến công đã đột nhập và nổ súng giết chết nhiều quân địch trên đường phố. Thông báo, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mở lớp quay video khai giảng ngày 10 tháng 11 năm 2008. Lớp học dành cho mọi đối tượng yêu thích quay video, có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Học viên được học lý thuyết song song với thực hành trong thời gian 3 tháng, từ căn bản đến những thể loại thông dụng như tin tức, phóng sự, tài liệu truyền thống. Ghi danh và hỏi thêm chi tiết tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27 tháng 10 năm 2008 đến ngày 6 tháng 11 năm 2008 trong giờ hành chính, vào cổng số 9 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 08 3 8 222 517, Face 08 3 9 111 754. Thời gian ghi danh có thể chấm dứt trước thời hạn khi lớp đã nhận đủ số lượng. Kính chào quý vị, các em thân mến. Chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị và các em theo dõi những tiết mục sau: 19 giờ văn nghệ thiếu nhi, tổ ấm yêu thương; 19 giờ 30 phút cùng con vững bước; 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ; 20 giờ hội ngộ bất ngờ; 21 giờ ký sự hành trình theo chân Bác; 21 giờ 10 phút ký sự trở lại Volga; 21 giờ 30 phút chương trình thần tượng âm nhạc; 22 giờ 30 phút tin trong nước; 22 giờ 45 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Địa hình quan Đại Tống tập 27; 23 giờ 40 phút tin cuối ngày tin thế giới, bản tin thể thao 365. Chương trình rạng sáng ngày 30 tháng 10 gồm có những tiết mục sau: 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Buồn ơi tạm biệt tập 21; 1 giờ 20 phút cuộc sống quanh ta ảnh hưởng của nhiễm Jun; 1 giờ 35 phút thế giới đo đây những người chứng thực chuyện lạ; 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Nhịp đập trái tim tập 13; 3 giờ 20 phút tài tử cải lương khao khát một lời ru. Và bây giờ mời quý vị và các em theo dõi chương trình truyền hình tối nay.